rồi lại. Sau đó thì mình sẽ cắt sợi dài để làm cái quay sách nhé. Tiếp theo thì mình sẽ vẽ hình chú gấu trúc lên đây nhé.
mình sẽ cắt hình chú gấu trúc ra nhé. Như vậy là chiếc túi sách của mình đã hoàn thành xong. Nếu như mọi người cảm thấy video này hay và có ích, hãy để lại cho mình một like, share và đăng ký kênh nhé. Hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.